Anh ấy sẽ có mặt ở đây với ai? Who will he be here with? Với vợ của anh ấy. He'll be here with his wife. Cô ấy sẽ có mặt ở đó với ai? Who will she be there with? Với chồng của cô ấy. She'll be there with her husband. Who will be there tomorrow? Ngày mai, ai sẽ có mặt ở đó? Ai sẽ có mặt ở đây với cô ấy đêm nay? Who will be here with her tonight? Chồng của cô ấy. Her husband will. Ai sẽ không có mặt ở đó sáng mai? Who won't be there tomorrow morning? Vợ của anh ấy. His wife won't. When will you be there? Khi nào anh sẽ có mặt ở đó? Khi nào chúng ta sẽ có mặt ở đó? When will we be there? Hôm nay. We'll be there today. Khi nào họ sẽ có mặt ở đây? When will they be here? Thứ hai tới. They'll be here next Monday. Khi nào anh sẽ có mặt ở đó? Tôi sẽ có mặt ở đó trong hai ngày nữa. When will you be there? I'll be there in 2 days. Khi nào cô ấy sẽ có mặt ở đây? When will she be here? Trong 5 phút nữa. She'll be here in 5 minutes. Khi nào anh sẽ có mặt ở đó? When will you be there? Trong nửa tiếng nữa. I'll be there in half an hour. Khi nào anh ấy sẽ có mặt ở nhà? When will he be at home? Trong ít phút nữa. He'll be at home in a few minutes. Khi nào anh sẽ có mặt ở nơi làm việc? When will you be at work? Trong khoảng 20 phút nữa. I'll be at work in about 20 minutes. Khi nào họ sẽ có mặt ở Việt Nam? When will they be in Vietnam? Trong 2 tuần nữa. They'll be in Vietnam in 2 weeks. Anh sẽ ở đó bao lâu? How long will you be there? Tôi sẽ ở đó 2 ngày. I'll be there for 2 days. Anh sẽ ở đó bao lâu? How long will you be there? 2 ngày.
I'll be there for 2 days. Cô ấy sẽ ở đây bao lâu? How long will she be here? Vài tiếng. She'll be here for a few hours. Họ sẽ ở Việt Nam bao lâu? How long will they be in Vietnam? Vài ngày. They'll be in Vietnam for a few days. Anh ấy sẽ ở Mỹ bao lâu? How long will he be in America? Ở đó khoảng 2 tuần. He'll be there for about 2 weeks. Chúng ta sẽ ở Pháp bao lâu? How long will we be in France? Chúng ta sẽ ở đó gần 1 tháng. We'll be there for nearly a month.